Rồi, lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Anh gửi lời chào cô chú anh chị cùng thể các bạn xa luôn nha. Thì hôm nay chỗ Hoàng Anh đã rất mưa rồi mọi người. Thì Hoàng Anh tính đi kiếm chỗ để đặt bẫy rắn mọi người. Nhưng phần chỗ Hoàng Anh hỏi mọi anh có đi vòng vòng chỗ này á, Hoàng Anh để ý thấy cái mấy cái ổ mối mọi người, mà nó có hang rắn. Thì cái mùa khô này rắn nó thường thường nó vô cái mấy cái ổ mối này nó trú nè. Hoàng Anh tính đi kiếm hang rắn để đào, nhưng phần Hoàng Anh tính đi đặt bẫy luôn, dọ chỗ đặt bẫy mọi người. Mà đi nãy giờ thì không có cái ổ mối nào có rắn trên mọi người ơi, toàn là cái ổ có hang nhưng mà kiến không à, hang nó cũng không láng nữa. Hoàng Anh nghĩ chắc chuột nó ở hay là sóc nó ở. Thì Hoàng Anh à, mọi người để ý thấy không, chỗ này là khu rừng tràm nha mọi người nha. Đó, sau lưng Hoàng Anh nè, khu rừng tràm, vừa cao su gần bên rừng tràm cái bên luôn. Chỗ này lúc trước Hoàng Anh đặt rất là nhiều gắn luôn. Hoàng Anh đặt chỉ 2-3 cái thôi mà 2-3 cái đều chạy hết mọi người. Nên rất mưa xuống rồi Hoàng Anh vô đây Hoàng Anh dọ chỗ đặt gắn không. Thì hôm nay Hoàng Anh tính đi tính đi dọ chỗ đặt bẫy gắn rồi thẳng đi đào gắn luôn để có gì quay cho mọi người xem mà không có gì hết. Thì đi một lát thì Hoàng Anh chợt nghĩ làm một cái món ăn để chia sẻ cùng mọi người luôn. Món ăn này cũng đơn giản nhưng mà món ăn này chắc bọn anh nghĩ là chưa ai từng làm cho mọi người. Bây giờ bọn anh sẽ bắt đầu vào làm nha mọi người nha. Nếu mọi người thấy cái video bọn anh thú vị hữu ích thì mọi người vui lòng ủng hộ bọn anh bằng cách cho bọn anh một like nha và một đăng ký kênh để bọn anh có động lực làm những video trải nghiệm cũng như những video săn bắt để phục vụ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ bọn anh sẽ bắt đầu đi nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, Hoàng Anh làm xong nghe mọi người. Nãy Hoàng Anh chặt tre nè mọi người, Hoàng Anh đẻo ra nè. Đó, mọi người biết Hoàng Anh làm gì không? Đây, thấy không? Đó, đẻo ra nha. Đó, biết Hoàng Anh làm gì không mọi người? Mọi người có nghe thử, có nghe cái chuyện của Thích và nàng Út chọn kẹ không? Bữa nay Hoàng Anh sẽ làm một món trong món tre nha, để cho mọi người thưởng thức nha. Nó cũng liên quan tới nàng Út nhưng mà nó chỉ là ống tre thôi. Đây, ống tre này Hoàng Anh chặt ra vậy mọi người. Bây giờ Hoàng Anh sẽ để cái món đặc biệt cho đây nha. Thì hôm nay Hoàng Anh sẽ làm một cái món mà chưa từng ai làm hết. Đó là nghêu hấp trong ống tre nha mọi người. Đó, thấy không? Đây nè, Hoàng Anh chuẩn bị là nghêu nè. Giờ Hoàng Anh sẽ để vô nghe mọi người nha. Hoàng Anh mua gần một tí mà không biết để hết không đây. Ngay nghêu nghe mọi người. Còn một tí mọi người ơi, nè, em nè, đây Hoàng Anh sẽ để vô nghe mọi người nha. Đó, Hoàng Anh sẽ làm cái món đặc biệt này ăn thử rồi, xem sao nè mọi người. Anh năm mời, nghêu hấp trong món tre nghe mọi người. Mọi người thấy video hữu ích thì like đăng ký ủng hộ anh nha. Video thú vị like đăng ký ủng hộ anh nha mọi người nha. Đây, bây giờ mình sẽ để thêm một con xả, hai con xả, đấy, ba con xả, bên đây nữa.
này là lạ nghe mọi người nghe. Anh mới lần đầu làm thử luôn. Còn anh đi anh nghĩ ý tưởng chứ còn anh có coi cái một clip người ta nấu cơm trong ống tre mọi người. Nhưng anh suy nghĩ ra mà nên làm một món gì đó trong ống tre thử coi nó ra sao. Thì hôm nay Hoàng Anh sẽ quyết định làm một clip nhiều ấp trong ống tre. Rồi không hết rồi mọi người, gắn để rồi hết rồi. Như này Hoàng Anh nó ngâm nước là nó mới hà hỏng đó mọi người, ngâm với nước ấy mọi người, ít ớt á, gắn để cho hết mọi người, bỏ uống. Để cái này chắc đẩy nó không được rồi. Mà không sao, để nó không được, để cho nó ra hơi bốc hơi. Đấy, đó. Nhiều hấp trong ống tre. Chắc mình sẽ để ngoài nướng. Nhiều quá để hấp được. Nêm với một miếng đường, một miếng bùn ngọt với một miếng muối thôi nha mọi người, chứ không để gì hết á. Rồi bắt đầu Hoàng Anh sẽ nấu nó nghe mọi người nha. Cho nó miếng đường, miếng ngọt mọi người, đây ngọt đây. Miếng muối luôn nha, Hoàng Anh làm muối nè. Hấp dẫn nha mọi người, hấp dẫn nha. Muối thôi, đó. Ok. Rồi. Cho vô miếng nước nha mọi người nha. Bắt đầu anh sẽ nướng nó ngay. Hấp nó ngay. Con nghêu của ông anh hấp chín là ngang mọi người, đây thấy không, đó chín là ngang mọi người nha, nè há hồng rồi nè, đó thấy không, đó bên đây cái gì há hồng rồi nè. Rồi ông anh sẽ mời mọi người dùng với ông anh nha, nghêu hấp ống tre nha mọi người. Đây ông anh có làm muối tiêu chanh nha mọi người nha, mời mọi người nha. Chịu rồi mọi người ơi. Em mọi người thấy không? Đây, hả hỏng em mọi người. Thấy không? Nghiêu nha. Mọi người. Đây, nước chanh chấm vô. Kiểu ăn mới lạ thú vị, cũng có kích thích kích thích mình ăn đó mọi người. Thì gần nó không có gì khác biệt, nó cũng không có gì khác biệt hết. Nhưng mà có một cái là mình nấu cái kiểu nấu mới lạ, nó cũng kích thích cái ánh mắt của mình, ánh mắt mình nhìn đó, kích thích mình thèm ăn mọi người. Ui nóng quá.
Không qua mọi người. Năm qua, năm qua. À. Ui. Chắc phải để ngủ chúng mới ăn được mọi người. Nè, lấy mấy con nào nó mở miệng trước đi. Nóng quá. Mọi người nha. Chấm miếng mối tiêu chanh. Thảo quá. Thảo quá mọi người ơi. Ăn con này không đã. Phải nó nóng quá. Đây, đâu mình để. Quét chanh vô miếng. Đó. Đó. Nè. Có đã luôn. Mời mọi người nha. À. Đã quá. Ăn xuống cái lớp dưới mọi người. Nó ngọt hơn cái lớp trên. Cũng như nước nó còn thấm ở dưới á. Với ngọt muối nữa. Rồi mùi tre nó bốc ra hay gì đó. Cảm giác là lạ. Rồi, chiều tối rồi mọi người. Quang cũng xin chân thành cảm ơn mọi người nha. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của anh. Có thể là video của anh tới đây là kết thúc mọi người ơi. Trời tối rồi. Quá tối mọi người thấy nè. Nhìn thôi. Thấy không? Xe của anh để đắng. Trong đây tối thui mọi người. Thì Hoàng cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi video của Hoàng Anh. Thì cũng mong cái video này cũng sẽ giúp ích được những anh em có dịp đi vô rừng cũng như là đi trải nghiệm. Thì mình sẽ biết được cách nấu ăn mới nè. Thì tận dụng những gì trong rừng, những gì trong hoang dã thì mình nấu ăn thôi. Rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Bye bye.